Các bạn ơi, đây là điểm đầu tiên đến thăm vườn hoa bãi đá sông Hồng ạ. Vườn hoa này nằm ở cuối kho ngõ 264 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đây đang là một điểm thu hút rất nhiều các bạn trẻ đến tham quan và chụp ảnh. Đây là khu vườn cổ tích ở trong vườn hoa bãi đá sông Hồng ạ. Nơi đây thì là dành cho các bạn trẻ yêu thích câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Các bạn đến đây thì được chơi bời và được ngắm những các nhân vật mà mình yêu thích ở trong câu chuyện. Thank you.
chưa đến mùa cúc họa mi cho nên là ở trên này hơi vắng ạ.
tình cảm. Ôi giời, chú lười chụp lắm. Trầm trát tình cảm. Ôi giời, chú lười chụp lắm.